khi mà qua đà chết trong ngục đó, ông chở về là không còn làm nữa, trở về là tất nhiên là để học làm thầy thuốc để trị bệnh. Thì sau khi trở về qua nhà thì bây giờ cái cuốn sách nó không còn, chỉ còn cái trang bìa không mổ không rồi đâu mà làm gì nữa. Thì vậy thì hôm nay á, cái mẫu chuyện mà cái cuốn sách của là biến thước qua đà thì nó mất từ đó, không còn nữa. Mất là từ đó là không còn truyền trên hậu thế. Nhưng mà hai ông này cũng mất luôn, chết luôn, không còn nữa. Vậy thì hôm nay ai trả lời? Gặp biến thước qua đà lai thế, bây giờ hai ông này không còn là ai? Thầy mình chứ ai? Thầy mình còn giỏi hơn hai ông này nữa. Thầy mình còn trị bệnh giỏi hơn hai ông này nữa. Đây nè, Đức Thầy cho biết nè, có đau thì thuốc đó mà dòm trong bản chữ về nhà kiếm cây. Không, thầy chỉ đơn giản là bây giờ uống là chỉ là lá cây rồi thôi. Còn bây giờ chỗ nào nữa? Đức Thầy là giấy vàng xé nhỏ đành gành để trên bàn Phật, chí thành uống ngay, thánh thần phưởng phất hồn bay, ở đâu cũng đến độ rài chúng sanh. Thì kính thưa cô bác và toàn trẻ em, đây là một cái điều đặc biệt mà Đức Thầy chỉ. Rồi bây giờ á, chẳng những Đức Thầy chỉ về thể xác mà Đức Thầy chỉ về trong tâm chúng ta nữa, trong tâm nữa. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, anh Mỹ Lợi là một người cư sĩ mà chuyên tu, có những cái kinh nghiệm mà cũng tìm hỏi giáo lý của Đức Thầy cũng nhiều năm. Và quý vị cũng không lạ gì, anh Bảy cũng đã lên diễn đàn để tâm sự với quý vị cũng nhiều lần. Nhưng mà ở chuyến chia tay này á, giờ chia tay này anh Bảy cũng đến diễn đàn để mà tâm sự với quý vị đôi điều đạo đức trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Và chúng tôi nhận thấy anh Bảy đến diễn đàn và đang tiến lên diễn đàn, đang tiến từ từ lên quý vị ơi. Bạn nói nha, đứng nhỏ nhỏ xinh xinh, người đẹp đẹp, nụ cười rất là duyên dáng. Nó lính nào đội quay xuống chào quý vị đồng đạo, quý vị cổ vũ cho một chào pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa ban tổ chức, thưa cô bác và toàn thể chị em kính thưa bác, và kính thưa hai tài xế xe, thì cái chuyến đi của chúng ta trong 5 ngày thì nó đã hoàn thành, thì chúng ta sửa sẵn trở về địa phương để mưa quay mưa như kia để ai ai được tiếp tục trên cái con đường của mình. Thứ nhất là lo làm ăn, thứ hai là để chuyên lo tu hành. Mà Đức Thầy cho biết là điều thứ nhì ta chẳng nên lười biếng và phải cần kiệm suốt sáng lo làm ăn thì lo tu hiền chân chắc. Đây là cái điều Đức Thầy rất là ưng ước. Thì kính thưa cô bác và toàn thể chị em, bởi vì trong một cái chuyến đi nào cũng vậy, nó sẽ đưa lại cho ta một cái tình và một cái nghĩa mà để chúng ta nó không quên được. Cũng như hồi nãy vậy, tôi có nghe hình như là Đệ Ninh nó có nhắc lại hồi hôm tôi đang nằm ngủ, nhưng mà lúc đó tôi chợt tỉnh vậy, thì tôi thấy ông nào mà ông lấy mền mà ông đi vô, tôi đã nghe mà ông đắp ông này tới ông kia. Tôi ngồi vậy, tôi dòm trước đây, thì tôi dòm ra tôi gặp không có thấy ai xa lạ, chứ gặp Đệ Ngô. Tôi nói thầm trong bụng, sao thế gian mà có cái người nào mà nó tốt dữ vậy, dữ vậy, thế gian ai đâu mà tốt dữ. Thì kính thưa cô bác và toàn tỉnh trên, nói trên thế gian nếu mà nếu như mà làm đúng theo giáo lý Thầy mà đem cái tình thương lại là một cái đức từ đó nó quan trọng lắm. Bởi tôi có nhớ một cái bài thơ, trong cái bài từ là cái lòng từ á, nó là lòng từ đẹp tợ như gương, không pha ác cảm, không dương tư thù, thơm như hoa huệ xuân thu, nhờ lòng cao thượng người ưa hạnh từ. Và kính thưa cô bác và toàn thể em, lòng từ nó tốt và đặc biệt lắm, nó còn rất nhiều cái thành phần tốt lắm, nhưng mà mình để dẫn chỉ một hai cái thôi thì mình thấy cái lòng từ nó quý lắm. Nó cũng như hồi gọi nhắc lại cái anh là cái anh bán bánh
tiêu gì đó, mình thấy là đứt ruột đứt gan. Chiên bánh tiêu mà đi ra đón xe đó, người ta nói mưa tầm tã mà ta nói ướt sạch trơn chở mà ra thì chứ mình thấy mình đau lòng lắm chứ. Nhưng mà cũng vậy, cũng vì cái tình thương, cái lòng từ đó anh em ở trong đoàn đó mà nó như vậy hết mình như vậy, không kể gì thắt xác. Thì kính thưa cô bác và toàn thể, vậy thì hôm nay tôi lên đây tôi cũng chia sẻ với cô bác là trong cuốn câu giảng trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh, là ở trong đó là nói là Đức Thầy dạy là cảnh thế tạo ngày càng thoảng mỏn, giống di trùng thường đục khỏi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lai thế. Thì cô bác mình cho một chàng phá tay đi. Và kính thưa cô bác và toàn thể em, vậy thì hôm nay bốn cái câu giảng này Đức Thầy sẽ chuyển vào rất gần trên cái đời sống của chúng ta. Thôi bây giờ để đi thẳng vào rồi mình sẽ kể một hai mẫu chuyện đi vào trước đi. Đức Thầy cho biết là cảnh thế tạo ngày càng phóng mỏ. Cảnh thế tạo là gì? Cảnh thế tạo là Đức Thầy muốn nói tất cả những gì trên thế gian này là cảnh thế tạo mà ngày càng thoảng mỏn. Thoảng mỏn là gì? Cái chữ thoảng mỏn là ngày càng bớt đi, ngày càng mòn dần đi, ngày càng mòn dần đi. Thì kính thưa cô bác và toàn thể, bởi Đức Thầy cho biết nè, rồi mình thấy cái mòn cái trong cái cuộc đời mình sẽ thấy Đức Thầy cho biết là chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế, mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, nó đến tội rồi mới hối muộn màng. Cũng như bây giờ có thí dụ ở trên cái cuộc đời nào Đức Thầy tại sao ví dụ là chốn ta bà tim lụng dầu mòn, cái đèn, cái trong đèn mà khi ta đốt mà nó khi mà cái dầu ấy mà nó ngày nó càng mòn khô xuống thì rồi cái tim này nó không, nó lụng luôn, nó không cháy. Là tại sao nó mòn như vậy? Nó khô dầu rồi sẽ cái tim này sẽ nghỉ cháy luôn. Rồi cái chỗ khác Đức Thầy cho biết nè, cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông. Nãy bây giờ cá to mà ở trong ao, mà nếu ở trong ao thì rồi từ từ cái ao này nó sẽ khô dần rồi kết cuộc rồi con cá này nó sẽ nằm trong cái ao này, nằm trong cái ao này rồi nó chịu khổ, nằm trong cái ao mà chịu khổ thôi. Thôi bây giờ tôi xin kể cái mẫu chuyện này đây, kể cái mẫu chuyện là Kim Lăng Xích Phụng Lâm Nàng, cái nên phận lão lâu ăn thân già. Thì kính thưa cô bác và toàn thể em, nói đời Tống đó là có một vị vua là tên là Tống Thần Tông. Ông vua này không có con. Một hôm á, ổng mới đi là dân du đó đây. Trên bước đường đi của ổng á là gặp một là Từ Thọ Ông. Từ Thọ Ông là một vị quan tiên đế trước á. Thì trong lúc mà cái ông vua này ổng giả dạng thường dân đi vậy đó, thì trên bước đường đi cái ông quan này gặp bà là Từ Thọ Ông, cái là Từ Thọ Ông gặp ông quan này, ông quan hô vua, nhưng mà ông này ông đâu biết ai đâu. Cái chừng hỏi ra là một ông này, một ông quan trong cái triều trước. Thì Từ Thọ Ông này nè, tất nhiên là dắt một cái vị vua này về nhà, dắt vị vua này về nhà thì đem nó trò chuyện một thời gian. Nhưng mà Từ Thọ Ông này có một người con tên là Từ Bảo Nguyệt. Thì ông Từ Thọ Ông này đó là mới giới thiệu với ông vua này là tích chiên để cho ông vua này cưới con ổng là Từ Bảo Nguyệt đó. Thì trong khi đó mà hai ba mấy triệu đàng hoàng hết rồi thì vua mới rước về chiều. Vua rước về chiều một thời gian này rồi á là Từ Bảo Nguyệt mới có thai. Từ Bảo Nguyệt có thai rồi á là ở trong đất nước gặp là tất nhiên là giặc. Chính vì lẽ đó mà một cái vị vua này là tất nhiên là phải phơ là đánh chinh, là tất nhiên để ra giết giặc. Mà trước khi ra giết giặc á thì vị vua này mới dặn lại là Từ Bảo Nguyệt, trước khi ta ra dặn mà nếu nương nàng có thai mà sanh ra con trai
thì đặt Kim Lân, con gái thì đặt là Bảo Nguyệt. Thì kính thưa cô bác và toàn cha, thì sau khi vị vua này ra chẳng rồi thì từ Bảo Nguyệt ở nhà sanh ra, nhưng mà sanh đôi, sanh ra hai người, một trai và một gái. Chính vì lẽ đó mà từ Bảo Nguyệt mới đặt cho cái người con trai tên là Kim Lân, con gái tên là Xích Phụng. Thì trong khi đó là hoàng hậu đó mới thấy là trong chiều này tại sao mà nếu như mà sanh cái cặp này ra rồi đó hen, là nguy hiểm, sau này có thể là người thái tử là lên nói ngôi rồi là sẽ tiêu đi trong cái triều chính này. Thì bà mới là tất nhiên là ra một cái kế, ra một cái kế là cho là cung nữ Quỳnh Hoa đó là tất nhiên là đem hai cái đứa bé này nè là tất nhiên giết chết đi, giết chết đi rồi sẽ phao tin là từ Bảo Nguyệt sanh ra là tất nhiên chồn. Thì chính vì lẽ đó đó cô cung nữ là Ngọc Hoa này không thể nào mà giết chết cho hoàng tử và công chúa, chính vì lẽ đó mới tính là mới là đem ra cái dòng suối là tất nhiên để trong cái chung lớn á, là tất nhiên là một cái áo bình là bình bào và còn một cái ngọc ấn nó mới để trong cái chung lớn, mới thả xuống cái dòng nước. Thì thả xuống cái dòng nước tất nhiên là từ thọ ông đã biết, ông nói là hai đứa cháu mình sẽ gặp nạn, chính vì lẽ đó mà ông ra dòng suối. Ông ra dòng suối ông đón thì gặp ở trong cái chung đó là tất nhiên là có hai đứa cháu và những cái đồ của vua đã để lại. Thì chính vì lẽ đó mà ông mới vớt lên, ông vớt lên ông mới đem về nhà nuôi. Khi nuôi lớn lên rồi á thì từ thọ ông này mới là tất nhiên là dạy cho Kim Lân văn võ song toàn, dạy cho văn võ song toàn đàng hoàng rồi hết rồi. Chiến này là tất nhiên là vua mới là nói với Kim Lân bây giờ á là phải đem cái ngọc ấn này nè là phải đến gặp một cái vị quan đó, là phải đưa là tất nhiên là đông bào với cái ngọc ấn này nè là nói đó, là phải đến đây để gặp từ thọ ông, rồi từ thọ ông sẽ phân dân cho ông này biết. Thì kính thưa cô bác và toàn thể, thì sau khi mà đi đến cái triều đình á thì sửa sạ gặp vị quan đó là tất nhiên là cái ông vua nào có một cái cô công chúa nhưng mà con nuôi. Nhưng mà trong khi cái công chúa này là tài ba giỏi lắm thì tất nhiên là lập một cái đài để tí thí. Nếu ai mà lên đánh mà thắng công chúa thì làm phò mã, còn nếu không thắng thì không được làm phò mã. Thì chính vì đó mà sau khi lập cái đài đàng hoàng rồi ai lên đánh cũng thua hết. Nhưng mà cái ngày đó là Kim Lân tất nhiên là đi tìm một cái vị vua đó. Sau khi đi tìm cái vị vua đó là mới mời lên để đánh. Thì trong khi lúc này là tất nhiên Kim Lân mới lên đánh, thì lên đánh hạ gục công chúa đó, thắng rồi mấy cái vị quan này nè tất nhiên là mời Kim Lân đi về triều để làm phò mã. Thì kính thưa cô bác bảo toàn em, thì sau khi mà mời đi về triều thì gặp một cái vị quan đó thì Kim Lân mới bạch hết những cái câu chuyện ở nhà là tất nhiên là hoàng hậu đen là mới giết hai đứa con rồi mới là giam Ngọc Bảo Nguyệt vào lãnh cung. Chính vậy đó mà vua nghe xong được rồi bắt đầu vua mới ra lệnh thứ nhất là giam hoàng hậu vào lãnh cung, cho là công cho từ Bảo Nguyệt ra để làm công làm hoàng hậu, còn hai vị Kim Lân và Xích Phụng thì ra một người làm công cho chúa, một người làm hoàng tử. Thì kính thưa cô bác hoàng toàn chị em, thì sau khi cái mẫu chuyện nó chấm dứt rồi mới là trở lại là đức thầy nói là Kim Lân, Xích Phụng, lâm nàng là gì, lâm nàng là lâm nạn, là trong khi lúc là từ thọ ông giết công chúa và thái tử. Thì kính thưa cô bác và toàn thể chân, vậy thì hôm nay như sao, vậy thì hôm nay đức thầy thấy tín đồ trong cái thời buổi hạ quân mạt pháp này rất là đau khổ luôn, rất là đau khổ. Chính vì đó mà đức thầy nói là ngày nào còn có một kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy, vì ta có cái bổn phận giác ngộ nhận giác. Thì kính thưa cô bác và toàn thể, vậy thì hôm nay đức thầy
thương tín đồ chúng sanh là như cha mà thương con vậy đó. Đức Thầy cho biết là tuy là ta không thể sanh thành nhưng thương hết gia tài dạy dỗ. Đức Thầy không có sanh đẹp nhưng mà Đức Thầy có một cái tình yêu, cái tình thương yêu đặc biệt, không có sanh thành nhưng mà cũng gia tài dạy dỗ. Là tại vì sao? Tại vì chúng sanh khổ, chúng sanh khổ, chính vì lẽ đó mà Đức Thầy không có chịu nổi. Đức Thầy cho biết nè, để cho sóng cuộn lao sao, sông thuyền bát nhã lướt vào một phen. Là tại vì sao? Tại vì chúng sanh khổ, chúng sanh khổ thì Đức Thầy là phải ta chịu khổ, khổ cho bác đó. Thì kính thưa cô bác và toàn cho em. Rồi bây giờ để tiếp theo đó, cảnh tế tạo ngày càng thở bỏng giống như trùng thường được hỏi tên. Thì kính thưa cô bác và toàn cho em, cái thời buổi hạ ngôn này á, nó quan trọng lắm đó nha. Một là gì? Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư ruột, nó xảy ra nhiều cái chứng bệnh lắm, nhiều cái chứng bệnh lắm. Mà Đức Thầy cho biết nè, đau nhiều chứng, dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bạo ác luôn toàn thất mạng. Rồi chỗ nào nữa Đức Thầy khổ nữa? Đức Thầy cho biết là từ đây hay ốm hay đau, gắng tu đem được Phật vào tâm tâm. Thì kính thưa cô bác và toàn thể nhân, nói cái bệnh này là không có thể nào mà chúng ta thấy hết nổi. Trong cái thời kỳ này mà chúng ta còn được hôm nay là quý lắm rồi. Cô bác thấy mấy chặt bệnh vừa qua không? Tôi nói ai ai đó mà nghe mà khẹt mũi sổ mũi ho cái là rồi đó, là sợ dữ. Sợ mà khi mà cái bệnh đó nếu mà nó xâm nhập đó rồi là chết không thể nào sống nổi. Nhưng mà rất may, rất may, sớm là của chúng ta hoàn toàn là coi mà tới chừng qua bệnh rồi đang dòm kỹ lại còn đầy đủ chưa thiếu ai. Đây là cái điều rất may cho chúng ta, rất may cho chúng ta. Thì kính thưa cô bác và toàn thể em, chị thầy hôm nay á không lo tu tập mà còn cái gì nữa. Đức Thầy cho biết là nếu tu dân sự còn chờ dịp nào, dịp nào là dịp nào, cơ hội này mà không lo tu tập rồi còn cơ hội nào tu tập. Đức Thầy cho biết nè, để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp chiều mai cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại. Thì kính thưa cô bác và toàn thể em, thì tôi xin kể cái một chuyện ngắn này để mình vui cho một cái chút xíu. Nó có một cái ông Diêm Vương này đó, có hai cái linh hồn này sửa sạn lên đầu thai làm người. Thì bắt đầu bữa đó cái mới kêu quỷ sứ đưa ra ngay ngồi quỳ đó. Bây giờ hai người sửa sạn lên làm người rồi, ta ra cái điều kiện như vậy. Một, lên được làm người là cho ra. Hai, lên được làm người tu lại. Hai người muốn chọn cái nào? Bắt đầu cái ông lấy hai cái thẻ bài ông thảy ra đó. Cái ông mà cái tướng to mạnh đó, ông nói luôn cái con người sống ở trên thế gian thì mình lấy vô là nó ngon hơn chứ làm sao mà cho ra được. Bắt đầu cái ông mạnh cái ông nhảy lên, bắt đầu cái ông lụm cái thẻ bài lấy lại. Còn cái ông này yếu quá, ông đâu có kịp trong này. Bắt đầu cái ông cũng bò lên ông lụm là tiếp trên cái thẻ bài là cho đi, ông không kể đi. Tại rồi từ trước tới giờ mình nghèo, mình không có làm phước bố thí chính ra mà mình nghèo thôi. Bây giờ mình làm phước bố thí đi rồi mình sẽ hết nghèo. Bắt đầu cái lụm hai thẻ bài đàng hoàng, rồi bắt đầu cái ông Dương Dương hỏi rồi bây giờ hai người rồi chưa, nói rồi xong. Bây giờ ai, cái anh nào lụm cái thẻ bài là lấy lại? Thì cái anh là cái anh cao bự đấy. Bắt đầu anh ơi, dạ con lụm cái thẻ bài là con nhận lại. Rồi bây giờ cho nhà ngươi đi lên đầu thai làm người, thành người ăn xin người ta bố thí cho mình. Thành người ăn xin người ta bố thí cho mình. Rồi giờ á, cái anh yếu ớt này bây giờ
đầu thai lên làm người. Anh là một ông nhà phú hộ, bố thí ra cho người ta, bố thí cho cái ông ăn mày này nè. Thì kính thưa cô bác và toàn nha. Vậy thì trên thế gian á, mình bố thí mình đừng có sợ. Nó giống như cái mẫu chuyện đó đâu. Bố thí là ra sao mình sẽ làm trưởng giả giàu có. Còn mà không bố thí keo kiệt là sao mình sẽ thành ăn mày giống như cái mà cái mẫu chuyện nãy đó. Chính vì lẽ đó mà cần nên bố thí. Thì kính thưa cô bác và toàn thi anh. Vậy thì hôm nay Đức Thầy cho biết là cảnh thế tạo ngày càng thỏa mãn, giống như trùng thường đục thổi tim. Và kính thưa cô bác và toàn thi anh, trên thế gian này trong cái thời buổi hạ ngôn mặt bắt rất là nhiều cái mầm bệnh, rất là nhiều cái con vi trùng. Cái con vi trùng này nè, mà cái bài nào mà Đức Thầy đã viết con vi trùng này là trong cái bài chú thường niệm. Đức Thầy cho biết nè, Phật thấy chén nước có trùng 48 dạng muốn dùng cho tên, nếu không trì chú niệm kinh khác nào ăn thịt chúng sanh thật. Thì kính thưa cô bác và toàn thể, đây là một con vi trùng đặc biệt, con vi trùng đặc biệt mà người xưa cho biết là vô thường, lão bệnh, bắt giữ năng kỳ, dép xuống giường, lên giường vội việc, sống ngày nay, đâu biết ngày mai. Thì kính thưa cô bác và toàn thể em, vậy thì hôm nay trên chiếc xe này đó, còn sum họp ngày nào, còn gặp mặt ngày nào, còn vui vẻ ngày nấy, còn tu ngày nấy, chưa chắc. Thì còn vua còn gặp được ngày nào chưa ngày nấy, để ngon, phải không? Thì được ngày nào mình mừng ngày nấy, được ngày nào thì tu tinh tấn ngày nấy. Trong chiếc xe nào á, thì nếu như có mặt hoài hoài là tốt, còn trong chiếc xe đó không có mặt là... chú tám như nó rồi trên chiếc xe mà đi, mà đi cuốc chợ gì đấy mà không có mặt là rồi. Thì kính thưa cô bác và toàn chị em, thì chính vì lẽ đó đó, hôm nay mà còn xung hiệp mà như gì đây là quý nhóm người. Bởi cái câu văn người ta nói là công nhận là thi nhất nhật vô thường đáo, phương chi mộng thế nhân, dạng ban như quá khứ, di nhũ nghiệp tiền thân. Mà Đức Khổng Tử cho biết nè, thế thượng dạng ban đô thị giả, nhân sanh đạo đức quả dĩ chân. Kính thưa cô bác và toàn chị em, ở trên thế gian này không có cái gì mà vượt bằng đạo đức, không có cái gì mà cao bằng đạo đức, không, nhân sanh đạo đức quả dĩ chân. Rồi giờ ông nói có một cái giai đoạn này nè, đó nè, ông nói là sanh tiền bất chi thiên đường lộ, từ hậu lan ly địa ngục. Lúc có tiền mới ăn, mà không tu tập làm phước khó qua địa ngục. Từ hậu là sao? Từ hậu lan đi địa ngục muôn. Có tiền mà không làm phước bố thí tu hành khó qua cửa địa ngục. Rồi thôi bây giờ qua nó đi. Đến cơn đau phương thuốc phải tìm. Bây giờ đau á là phải tìm thầy thuốc cho giỏi mới được. Chứ đau á mà tìm thầy thuốc dở là không hết. Thầy nói đến cơn đau phương thuốc phải tìm. Rồi bây giờ chả qua nói gì? Gặp biến thức qua đà lai thế. Có ai thuộc con biến thức ba là không? Mời. Ngon không? Không lẽ giờ bỏ sao? Không lẽ giờ nói tới đây không thuộc thì giờ bỏ sao? Chứ giờ không thuộc nói gì nha, không đúng gì không? Thì kính thưa cô bác và toàn chị em, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thức qua đà lai thế. Thì đến đây tôi xin đóng mặt kể cho cô bác và toàn thể anh chị em mình nghe một cái mẫu chuyện biến thức qua la đà, ông qua đà. Thì
thầy kính thưa cô bác và toàn cho em, biến thước tên là gì? Biến thước tên là Trần Đoản, mà ổng là một cái người y học giỏi nhất thời Đông Châu Liệt Quách, giỏi nhất thời Đông Châu Liệt Quách. Ổng là tất nhiên có một ông theo học ông thầy là tên là Trường Chanh Quân, là tất nhiên ổng hiểu về ở bên là ngũ tạng là lục phủ đen là dòm thấu cho chẩm luôn. Thì cứ về lẽ đó đó mà ổng trị bệnh rất là tài giỏi, miễn ai không biết mà lại là ổng dòm thấy trong lục phủ của mình là ổng biết là bệnh đó bệnh gì, bệnh đó bệnh gì, rồi là bắt đầu là ổng cho thuốc rồi là uống trị bệnh là hết trơn, chăm cúng là hết. Nhưng mà nó quan trọng cái chỗ này, khi một hôm ổng quá nổi tiếng rồi là tất nhiên là ông Tề Hoàng Công nói tất nhiên là ông vua, ổng nghe cái ông biến thước mày giỏi quá đi rồi ổng mới tìm đến. Thì trong lúc đó ổng mới đi trị cho ông Tề Hoàng Công. Thì qua cái bữa thứ ba đó thì vô mới nói với Tề Hoàng Công, nói là ba ngày nữa là bệ hạ sẽ bệnh rồi chết, bởi vì hôm nay nó đã xâm nhập vào trong xương tủy của bệ hạ rồi, ba ngày nữa hạ là bệ hạ sẽ chết. Ông đâu có tin. Thì sau khi mà đến cái ngày thứ ba rồi đó, thì cái buổi chiều đó không, cái tự nhiên ông thấy trong mình cái nó bệnh, bệnh cái ông nghi rồi, ông nghi là cái lời biến thức nó có thể là chúng rồi đó. Thì nó càng ngày nó càng nặng hoài, thì trong lúc đó đau nặng trước rồi giờ ông nằm, ổng nằm thì ở trong chiều nó mới làm sao mời biến thước lại mà để năn nỉ biến thước trị bệnh. Thì sau khi mà mời lại đó thì vua mới năn nỉ biến thước, mới là mấy ngày trước á tôi không có tin, nhưng mà hôm nay cái ngày thứ ba này á thì tôi thấy trong mình nó khó chịu, bây giờ cái cơ thể là nó không thể là quá rồi, bây giờ biến thước là trị bệnh cho tôi. Thì ông biến thước nói á, nếu như cái ngày thứ ba đó em mà bệ hạ kêu tôi á mà tôi cứu tôi còn cứu được, bây giờ qua cái ngày này thì ông nghe cái ông lắc đầu à. Thì ở trong cái thần dân người ta mới tiếp năn nỉ, hết sức năn nỉ. Sau khi năn nỉ xong rồi biến thước cũng hứa, cũng hứa trị bệnh, nhưng mà biến thước nói sở dĩ hôm nay tôi trị bệnh á mà cũng chết, nếu như hôm nay tôi trị cho bệ hạ chết rồi thì tôi mất cái tiếng rồi, còn nếu như không trị thì thấy không được. Thì chính vì đó mà biến thước nói rồi thì hút thuốc chồng, thì hút thuốc xong rồi biến thước mới nói tôi hút thuốc cho bệ hạ này 4 ngày nữa bệ hạ sẽ chết. Thì sau khi hút thuốc xong rồi thì ông uống thang thuốc nó vô thì 4 ngày sau ông sẽ mất hạ sẽ chết. Thì kính thưa cô bác, nếu như mà hôm nay đó thầy thuốc mà kêu chúng ta không uống thuốc là phải chết thôi, thì chính lẽ đó là cũng như mà ông Tề Hoàng Công không cải biến thuốc là chết đó, chết mà không rồi đó. Rồi bây giờ đi qua ông thứ hai nữa đây, bây giờ tới ông nào, ông thứ hai nữa là ông Hoa Đà. Ông Hoa Đà là ông này là chuyên gia đi về là tất nhiên là mổ. Ông có một cái thang thuốc đặc biệt là thang thuốc gì, thang thuốc đó là ma phế. Khi mà ông cho cái người đó nào đấy mà uống vô rồi là sẽ nằm mê man, rồi ông sẽ mổ một cách tự nhiên, mổ rồi bắt đầu cái nếu như ai mà bệnh nặng ở trong ngũ tạng chẳng hạn, ông mổ xong hết rồi ông môi ba cái chất độc ra hết, môi ba chất độc hết rồi ông hướng thuốc vô chổng, hướng thuốc vô chổng rồi ông mai lại là một tuần sau sẽ lành. Bệnh độc nào cũng vậy chứ, bệnh nguy hiểm nào cũng vậy chứ, mà sau khi mà mổ rồi là đưa thuốc vô chổng rồi là tất nhiên là mai lại là tuần sau sẽ hết, hay chưa đó. Rồi sau khi mà quan tâm á, Quan Công nghe Hoa Đà quá hay vậy rồi, thì hôm đó Quan Công bị một cái mũi tên độc của bên quân của Tào Tháo bắn. Thì mà nếu như mũi tên độc đó mà bắn thắng vào rồi sẽ chết, chứ không thể nào sống nổi. Chính vì lẽ đó mà nghe Quan Ca là nghe Hoa Đà tài giỏi quá rồi bắt đầu mời Hoa Đà về. Mời Hoa Đà về thì sau khi mà coi mũi tên đàng hoàng là cái chiên rứt ra biết mũi tên này là mũi tên độc, nếu như không mổ nó ăn gùn rồi sẽ chết. Thì chính vì lẽ đó mà Hoa Đà nói là phải mổ.
thì sau khi với mà là nói với là quan công thế này, bây giờ trước khi mổ anh á là phải chối anh lại được, nếu như không chối lại mà anh đau anh dùng dãy không thể nào mổ được rồi sẽ là cái vết thương nó nguy hiểm. Thì sau khi mà nói như vậy rồi là quan công ấy nói thôi giờ khỏi cần chối, bây giờ chỉ đem ra một cái mặt cờ thôi, tôi ngồi tôi quýnh cờ rồi là cứ việc mổ tự nhiên không có chứ. Thì sau khi mà đem cái bàn cờ ra rồi đó anh, thì quan công rồi đánh cờ tự nhiên, thì lúc này là biến tướng bắt đầu mới mổ ra. Thì ổng mổ ổng gọc ra thì ở trong đọc có chẳng, bây giờ nó nhiễm độc nó bấy chẳng chẳng cho rồi. Chiếc này ổng mổ và ổng mới nạo ra cái chất độc ra hết, nạo ra chất độc hết rồi ổng mới rứa thuốc vô chậm, rứa thuốc vô chậm gọc rồi ổng may lành lại. Thì một tuần sau thì cái vết thương nó sẽ hết liền. Thì lúc này là quan công quá mừng rồi, là quan công mới là lại trước Phật ư, là quá đà, cánh tay ta đã lành rồi. Thì chúng tôi cũng bắt và toàn thể. Thì trong khi đó đó là quá đà mới nói với là quan công á, từ rồi cấp tôi ngủ tới giờ chưa có ông nào mà chẳng ông nào cũng đều chối lại hết mà để làm để tôi mổ được. Nhưng mà đặc biệt có một ông là không chối lại mà ông ngồi tự nhiên để tôi mổ. Thì ông quan công mới nói ngược trở lại, từ hồi tôi trị bệnh tới giờ tôi chưa thấy ông nào mà đặc biệt cho ông, tôi đã trúng mũi tên đạn chứ gì đây mà hôm nay là ông sẽ mổ ra, ông sẽ môi chất độc ra rồi ông đưa thuốc cho trọng. Bây giờ cái mũi tên tôi bây giờ cái cánh tay tôi bây giờ nó đã lành, nó đã hết. Ông rất là hay, một thầy thuốc biết chơi, thầy thuốc tuyệt vời. Thì sau khi xong rồi đó thì chuyến này á là nghe tin ông Tào Tháo thì nhức đầu, mới nghe tin là Tào Tháo mới mời là tất nhiên ông Quá Đà này để về trị bệnh nữa. Thì sau khi mời Quá Đà đến á thì Tào Tháo mới nói á, hôm nay ta nhức đầu bây giờ ông sẽ xem coi như thế nào. Thì chuyến này Quá Đà mới nói dạ vâng ta bệ hạ, hôm nay á bệ hạ nó bệnh nặng lắm rồi, trong cái ốc bệ hạ nó đã nhiễm trong chổng rồi, bây giờ phải mổ cái đầu ra, phải môi ba cái đầu trong chổng rồi mới đưa thuốc cho mới hết. Ông Tào Tháo ông nghe cái này ông hết hồn rồi, ông nghi kỵ rồi, bây giờ mà nếu như mà mổ cái đầu ra chết mà sống gì nổi. Ông nghi kỵ, tất nhiên cái ông Quá Đà này tất nhiên là theo cái bên quan công, ra nghi liền theo bên quan công là tất nhiên vô đây á để hại ổng cho chết. Chính vì lẽ đó mà ông không chịu mổ, ông không chịu mổ, chứ ngày ông mới bắt qua đà giam vào trong ngục để thiệt trạng. Thì bữa đó là tất nhiên Quá Đà bị giam trong ngục đó thì có quen một cái người giữ tù trong đó, thì là tất nhiên cái ông đó là áp đảo, là tất nhiên giữ ngục trong đó đó. Thì sau khi mà giữ ngục trong đó rồi thấy hai người thân thiết quá đi, thì Quá Đà mới thấy nếu như hôm nay mà ta không truyền lại cho đời sau thì uổng lắm. Thì chính vì lẽ đó mà tất nhiên là ông mới đem cái cuốn đó ông giao lại cho cái ông là giữ ngục trong đó để sau này truyền lại cho hậu thế. Rồi sau khi mà giao đàng hoàng hết rồi bắt đầu cái ông đem về nhà, ông đem về nhà ông biết sao cái ông để cuốn sách đó là quên đi, rồi cái người vợ đốt cháy chứ còn cái trang biệt chỉ mổ đơn sơ thôi chứ không có thuốc men. Thì sau khi mà Quá Đà chết trong ngục đó, ông chở ông Tuấn chở về là không còn làm nữa, trở về là tất nhiên là để học làm thầy thuốc để trị bệnh. Thì sau khi trở về qua nhà thì bây giờ cái cuốn sách nó không còn, chỉ còn cái trang bìa không mổ không thì đâu mà làm gì nữa. Thì vậy thì hôm nay á cái mẫu chuyện mà cái cuốn sách của là biến thước Quá Đà thì nó mất từ đó không còn nữa, mất là từ đó là không còn truyền trên hậu thế. Nhưng mà hai ông này cũng mất luôn, chết luôn không còn nữa. Vậy thì hôm nay ai trả lại gặp biến thước Quá Đà lại thế, bây giờ hai ông này không còn là ai, thầy mình chứ ai, thầy mình còn giỏi hơn hai ông này nữa, thầy mình còn trị bệnh giỏi hơn hai ông này nữa. Đây nè đức thầy cho biết nè, có đau thì thuốc đó mà dòm trong bản chữ về nhà kiếm cây không. Thầy chỉ đơn giản là bây giờ uống là chỉ là lá cây rồi thôi, còn bây giờ chỗ nào nữa. Đức thầy là giấy vàng xé nhỏ đành gành
để trên bàn Phật chí thành uống ngay, thánh thần phượng phất hồn bay, ở đâu cũng đến độ rài chúng sanh. Thì kính thưa cô bác và toàn trẻ em, đây là một cái điều đặc biệt mà Đức Thầy chỉ. Rồi bây giờ á, chẳng những Đức Thầy chỉ về thể xác mà Đức Thầy chỉ về trong tâm chúng ta nữa, trong tâm nữa. Là Đức Thầy đó là tham sân si, chớ để trong lòng, phải gìn lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Quá hay, cho chàng bắt tay thôi. Hồi nãy đói năng lượng hơi yếu, nhưng mà nhịp đầu nó gãy hoài, làm như nó văn tự gì nó bên nó mất tiêu ta nè. Bây giờ làm như ăn cơm đó, là làm như nó no, cái văn tự nó gom lại rồi. Vậy thì hôm nay á, trong cái thời buổi hạ môn này, chúng ta gặp mai thay, chúng ta gặp được Đức Thầy, còn hơn là ông mà biến thức, còn hơn là ông Qua Đà nữa, mà không chịu tu, mà còn chờ cái gì nữa đây? Chờ cái gì? Ông ngon, ông ngon, ông chờ cái gì ông nói đi? Nếu tu dân sự, còn chờ dịp nào? Còn chờ dịp nào nó mới tu? Bây giờ mình phải là phải hăng say lên là như nào? Cứ việc làm ăn cho giàu có lên, bố thí giúp đời là điều tốt, đừng có sợ giàu mà không biết tu, không bố thí là mới sợ thôi. Đây nè các cô đọc, nè các cô đọc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xã thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu hóa ba nhân. Nếu như bây giờ mà nghèo, không giàu thì phải tu như vậy. Tu như ai? Nghèo thầy nhân, bầu nước tay cơm, ti cơ hàng mà được danh thơm. Rồi, tới đó rồi. Ti cơ hàng mà được danh thơm, hơn phú quý, ngồi ôm bả lại. Vậy thì cứ việc giàu, cứ việc làm giàu, làm giàu mà bố thí là quý lắm, không có gì phải sợ. Đây nè, cái giai đoạn này đó nè, con hiền khá sớm hồi quy, nghe lời thầy dạy kịp thì hỡi dân, dòm xem kẻ khó tạo cần, rộng tâm sang sớt nhất lần với nhau. Bây giờ là con hiền là ai? Con hiền là người tu hành, con thiện là người tu hành khá sớm hồi quy là làm gì? Để trở lại làm gì? Để trở lại nghe lời thầy dạy, ăn chay niệm Phật làm phước. Kịp thì mới gian là trong lúc nào? Trong lúc gặp những cái hoàn cảnh đang khổ khó, nhưng mà nó mình thấy chùa ngoài đâu đang khổ khó gì, thì hôm nay chung sức chung lòng với nhau dành dụm tiền bạc ra ngoài bố thí là kịp lúc. Rồi bây giờ nè, nghe lại thầy dạy kịp thì hỡi dân, là trong lúc này là thôi không bố thí, còn lúc nào làm thiết làm phước bố thí nữa. Rồi giờ nhìn xem kẻ khó tạo bàn là ai? Khó là gặp trong cái hoàn cảnh không được giàu được nghèo, mà tảo tầm là gì? Buôn bán vất vả thì chính vậy đó. Mà nhìn xem kẻ khó tảo tầm, rộng tâm là sao? Là mở tâm ra, mở cái bàn tay rộng ra để làm gì? Để làm phước. Rộng tâm sang sớt nhất lần với nhau, nhất lần là chắc cái gì? Mấy ngày nay đi ra ngoài thiết giảng giáo lý, viên kêu niệm Phật đó, phải nhất lần với nhau không? Phải không? Phải cho chồng hết ta.
Ở Khang tiếng chưa? Đây nè, cái câu này nè, cái thầy đó là giúp người đối phó như mày, dạy nó tâm trời niệm Phật là ngay. Đây là một cái chương trình mà chúng ta đã làm đúng theo giáo lý Đức Thầy. Vậy thì hôm nay trong cái chuyến đi này, chúng ta đã đạt những cái thành công của chúng ta, mà không phải mừng cái gì, mừng là mình làm được cái việc mà mình muốn làm. Cái việc quan trọng mà mình muốn làm đó là cái việc này nè, việc quan trọng mình muốn làm. Thì thôi bây giờ trong cái thời gian này không phải dài dòng được nữa, nó cũng còn dài dòng được, nhưng mà thôi bây giờ như thế này cũng còn nhiều anh chị em ở trong đoàn bữa nay, là tất nhiên là phải lên là ý kiến rồi. Trong cái đoàn này đi sao sao, ăn ngủ sao sao á, có nhiều cái hay lắm. Thì chính vậy đó, thôi em cháu cũng đến đây để xin tạm dừng trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì nếu như có chuyến khác mà có cái nhân viên thì sẽ gặp nữa, thì trong cái chuyến khác, nếu như trong chuyến khác mà có cho hay, cô bác mình chịu đấy không? Lên vỗ tay. Thì trước khi rời khỏi nơi đây thì em cháu xin còn chúc cho cô bác và toàn thể chị em thì nhà tinh tấn tu hành cho đến ngày thành